Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến các bạn một tác phẩm, đó là bức tranh về cái mũ. Mình mong rằng mọi người xem video của mình thì đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.